Các bạn thân mến, trước tiên cho phép Minh Châu giới thiệu vài nét về chương trình Cùng học tiếng Đức với Minh Châu, là để chúng ta cùng nhau khám phá và tìm hiểu về một ngôn ngữ mới ngoài tiếng mẹ đẻ mà biết đâu trong cuộc sống sẽ cần tới nó vào một lúc nào đó. Đôi khi chỉ là vài câu chào hỏi linh tinh, nhưng nó lại giúp chúng ta ít nhiều, phải không các bạn? Nếu như các bạn chưa bao giờ học một ngoại ngữ nào và cũng chẳng biết sẽ bắt đầu ra sao, học như thế nào, thì chương trình này Minh Châu sẽ cố gắng giúp các bạn thực hiện ước mơ đó bằng cách học tiếng Đức không theo bài bản, mà chúng ta sẽ học tiếng Đức theo một số mẫu câu thông dụng. Sau đó chỉ việc ghép thêm từ vựng vào những mẫu câu đó là chúng ta có thể đàm thoại được. Chương trình học này Minh Châu gọi nôm na là học vẹt, học thuộc lòng, hay nói tiếng bồi cũng được, và không dành cho các bạn có ý định học sâu về văn phạm hay học cao hơn nữa. Những phần đó các bạn có thể tìm học ở những chương trình khác, thí dụ như bộ sách Sritta mà Minh Châu đã hướng dẫn trên mạng. Và Minh Châu nghĩ rằng để nói hay phát âm tiếng Đức đúng và hay thì trước tiên các bạn cần phải bảo dạng, cứ nói bừa, nói đại, đúng hay sai trong thời gian đầu không quan trọng. Quan trọng là chúng ta tự tin, tập nói, tập lắng nghe. Sau này khi quen rồi và theo thời gian thì tự chúng ta sẽ sửa chữa những gì chúng ta có khuyết điểm hay phát âm không đúng. Thậm chí ngay trong tiếng Việt có nhiều từ ngữ mà chúng ta phát âm cũng không đúng, chưa kể những vùng miền khác nhau còn phát âm khác nhau nữa. Do vậy, khi học tiếng Đức cùng với Minh Châu, các bạn không nên bận tâm nhiều về vấn đề đó, mà nên quan tâm khi mình nói chuyện, người ta có hiểu mình muốn nói gì hay không, và ngược lại. Và các bạn cũng biết rồi, khi giao tiếp bên ngoài thì ngoài ngôn ngữ ra, chúng ta còn có ánh mắt, khuôn mặt, tay chân vân vân để giúp chúng ta diễn đạt lại những gì mình muốn nói, trong tiếng Đức gọi là Körpersprache, tức là ngôn ngữ của cơ thể. Và bây giờ chúng ta bắt đầu cùng học tiếng Đức. Câu này tiếng Đức nói là Wir beginnen jetzt Deutsch lernen. Wir beginnen jetzt Deutsch lernen. Wir beginnen jetzt Deutsch lernen. Wir, chúng ta, beginnen, beginnen, tức là bắt đầu. Jetzt, jetzt, có nghĩa là bây giờ. Deutsch, 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 tức là tiếng Đức. Lernen, 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 tức là học. Wir beginnen jetzt Deutsch lernen. Wir beginnen jetzt Deutsch lernen. Tôi học tiếng Đức thì nói là Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Mới đầu thì chúng ta cứ đọc từ từ. Sau đó khi quen miệng rồi thì chúng ta có thể đọc nhanh được. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Và cũng như Minh Châu đã nói, khi giỏi tiếng Đức rồi thì chúng ta có thể tự mỗi người sửa lại cách phát âm của mình cho nó phù hợp, đúng và hay hơn. Wir lernen jetzt Deutsch. Wir lernen jetzt Deutsch. Wir lernen jetzt Deutsch. Có nghĩa là chúng ta học tiếng Đức. Wir lernen jetzt Deutsch. Chúng tôi muốn học tiếng Đức. Wir möchten Deutsch lernen. Wir möchten Deutsch lernen. Üt, üt. Möchten. Wir möchten Deutsch lernen. Chúng tôi muốn học tiếng Đức. Cái động từ muốn nói theo kiểu lịch sự thì chúng ta có möchten, möchten, üt, möchten, lernen, tức là học. Muốn học tức là
Müssen lernen. Müssen lernen. Ich möchte lernen. Tôi muốn học tiếng Đức. Ich möchte Deutsch lernen. Ich möchte Deutsch lernen. Ich möchte Deutsch lernen. Ich möchte Deutsch lernen. Và các bạn thấy việc học tiếng Đức với Minh Châu bằng cách này có khó không? Chắc là không khó đâu, bởi vì nãy giờ chúng ta chỉ có một mẫu câu cơ bản, sau đó chúng ta thêm từ vựng mới vào để làm cho câu đó đa dạng hơn trong việc thể hiện những gì mà chúng ta muốn nói thôi, phải không các bạn? Bây giờ cũng mẫu câu tương tự như vậy, chúng ta học thêm một từ ngữ mới, đó là tu. Tu có nghĩa là anh, chị, bạn, ông, bà, vân vân. Nói chung là ngôi thứ hai, số ít. Trong tiếng Anh là you, thì tiếng Đức chúng ta đọc là tu hay là du, tùy theo vùng miền khác nhau. Du, du. Các bạn chú ý là cái động từ müssen, khi mà chúng ta chia ở ngôi thứ hai, số ít, thì cái đuôi của nó thêm chữ st, tức là viết như thế nào thì mình phải phát âm hết như thế. St ha, st, st. Du möchtest Deutsch lernen. Du möchtest Deutsch lernen. Du möchtest lernen. Du möchtest Deutsch lernen. Và khi chúng ta muốn đặt một câu hỏi thì chỉ việc đưa cái động từ đó ra trước câu. Thí dụ như möchtest du lernen? Möchtest du lernen? Có hai loại câu hỏi nha. Một câu hỏi mà khi chúng ta cần cái sự trả lời là có hay là không, thì khi hỏi cuối câu thì chúng ta lên giọng. Thí dụ như möchtest du lernen, tức là bạn có muốn học không, thì chỉ việc trả lời là có, yeah, hay là trả lời không, nein. Möchtest du lernen? Möchtest du Deutsch lernen? Có tức là yeah, không tức là nein. Và bây giờ chúng ta thêm một từ ngữ mới vào trong câu này nữa để cho nó hay hơn, thì cái từ đó gọi là auch. Auch tức là cũng. Möchtest du auch Deutsch lernen? Möchtest du auch Deutsch lernen? Tức là bạn cũng muốn học tiếng Đức sao? Möchtest du auch Deutsch lernen? Möchtest du auch Deutsch lernen? Ja, ich möchte auch Deutsch lernen. Và cũng câu trên, chúng ta thêm một từ ngữ mới nữa là từ mit. Mit có nghĩa là với. Mit lernen. Mit lernen tức là cùng học với. Möchtest du auch mit lernen, tức là bạn cũng muốn cùng học sao? Möchtest du auch Deutsch mit lernen? Bạn cũng muốn cùng học tiếng Đức à? Möchtest du auch mit lernen? Möchtest du Deutsch auch mit lernen? Đó thì các bạn thấy chúng ta chỉ có một cái câu đơn giản thôi, và bây giờ chúng ta thêm những từ mới vô thì cái câu nó thêm đa dạng hơn. Và khi trả lời thì chúng ta trả lời là yeah, ich möchte lernen. Vâng, tôi muốn học. Yeah, ich möchte auch lernen. Vâng, tôi cũng muốn học. Nhưng mà bây giờ chúng ta học cái gì? À, chúng ta học tiếng Đức. Thì chúng ta phải nói như sau. Yeah, ich möchte auch Deutsch lernen. Ja, ich möchte auch Deutsch lernen. Sau này thí dụ như chúng ta muốn học thêm những cái môn khác nữa, thì chúng ta thế cái chữ Deutsch, tiếng Đức, bằng những cái môn khác mà chúng ta học. Thí dụ như bây giờ chúng ta muốn học hát hò đó các bạn,
thì hát thì trong tiếng Đức có nghĩa là singen, singen tương đương như động từ to sing ở tiếng Anh tức là hát, thì chúng ta nói là yeah, ich möchte singen lernen, tức là tôi muốn học hát. Ich möchte singen lernen. Và chúng ta cũng có thể nói như thế này: Ich möchte auch singen lernen. Tức là tôi cũng muốn học hát. Ich möchte singen auch mit lernen. Và bây giờ học hát với ai? Hà là với những người khác thì chúng ta sẽ nói là thêm cái chữ mit vô, chữ mit là với, mit lernen tức là cùng học với. Thì bây giờ chúng ta nói là ich möchte auch singen mit lernen. Ich möchte singen mit lernen. Du möchtest singen auch mit lernen. Wir möchtest auch mit lernen. Wir möchten auch singen mit lernen. Đó thì các bạn thấy không có gì khó cả khi mà chúng ta biết một cái mẫu câu, mình chỉ việc thay thế những cái từ vựng khác vào thì chúng ta có thể diễn đạt được những cái ước mơ, những cái ý tưởng, những cái mà mình muốn nói, phải không các bạn? Möchten wir auch singen mit lernen? Ja, wir möchten auch mit lernen. Ja, wir möchten auch mit lernen. Ja, wir möchten auch mit singen. Và các bạn nhớ nha, khi mà động từ chia ở ngôi thứ nhất thì cái đuôi của nó tận cùng bằng chữ e. Thí dụ động từ lernen thì khi chia ở ngôi thứ nhất tức là ich lerne ha, chứ không phải là ich lernen mà ich lerne ha, ich lerne. Lerne, lerne, ich lerne, ich lerne Deutsch. Và ngôi thứ hai là thêm cái chữ st vào sau cái động từ lernen tức là du lernst, lernst đó bác ạ. Các bạn bỏ cái chữ en cuối câu đi ha, tức là du lernst, lernst, lernst du Deutsch? Ja, ich lerne Deutsch. Lernst du auch Deutsch? Và cái động từ möchten, bởi thì chúng ta thêm chữ e vào thêm nữa, est, bởi vì để cho nó dễ đọc. Du möchtest Deutsch lernen. Và cái ngôi chúng ta thì dùng động từ nguyên mẫu là lernen hay là möchten, không có phải chia cái gì hết. Wir möchten singen tức là chúng tôi muốn hát. Wir möchten mit singen tức là chúng tôi cùng muốn hát. Wir möchten auch mit singen tức là chúng tôi cũng cùng muốn hát. Đó thì các bạn thấy tiếng Đức đâu có khó đâu, mình chỉ biết cái mẫu câu như thế, thêm những cái từ mới học vào, đổi trước đổi sau thì nó sẽ thành những câu mới. Các bạn thân mến, và chữ cuối cùng chúng ta học trong bài hôm nay là chữ vi. Vi đánh vần là vê đúc y và chữ e, có nghĩa là thế nào, trong tiếng Anh tương đương là how. Trong tiếng Đức chữ vê đúc đọc như chữ v, chữ v trong tiếng Việt, và chữ vi là một từ để hỏi, do vậy nó luôn đứng ở đầu câu, rồi tới động từ, rồi chủ từ. Và dĩ nhiên nếu trong văn viết thì sau bất cứ câu hỏi nào thì chúng ta phải có dấu chấm hỏi. Ngoài ra còn một chữ khác nữa là aber, aber, aber hay là aber, có nghĩa là nhưng, tiếng Anh là but. Thì bây giờ cái câu mà gồm có hai chữ mà Minh Châu vừa giới thiệu thì là câu nhưng mà tôi có thể học tiếng Đức như thế nào? Aber wie kann ich Deutsch lernen?
Wie kann ich Deutsch lernen? Đây là một cái loại câu hỏi thứ hai mà chúng ta không phải lên giọng như cái câu hỏi mà chúng ta vừa học ở phía trên là trả lời là có hay không. Câu hỏi này thì nó cần một cái sự giải thích là mình học như thế nào, mình làm như thế nào. Do vậy, không cần phải lên giọng khi mà hỏi. Wie kann ich Deutsch lernen? Và cái phần này chúng ta sẽ học kỹ hơn vào những bài tiếp. Các bạn thân mến, bài học đầu tiên của chúng ta đã kết thúc. Nói chung thì trong bài chỉ có mỗi một câu là chúng ta gồm có các bạn và Minh Châu cùng muốn học tiếng Đức mỗi tuần hay mỗi tháng hay là mỗi ngày, tùy các bạn. Chỉ cần bỏ ra 15 phút học với Minh Châu như thế này thì chắc chắn các bạn sẽ không còn cảm thấy xa lạ khi đối diện với người Đức nha. Chúc các bạn học giỏi và thích thú với cách học của Minh Châu.